Morning, đây là một căn nhà mới lên thị trường tại thành phố Plano. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1 office. Quang cảnh buổi sáng. Trước nhà không có cây lớn nào hết nhé. Số rất là tốt cho mình. Bây giờ mình đi vô trong nhà. Đây là căn nhà xây những năm 90. Bên trong nhà được lót bằng sàn này. Có cái phòng ăn nhỏ ở đây. Bên đây là office. Chủ nhà người ta đang bật nhạc lên. Trần nhà này cao 10 feet. Chúng ta bước vô cái phòng ngủ thứ nhất và thứ hai. Ngủ trên này trần cao, cái cửa sổ đây là cửa sổ bằng shutter, rất là đắt tiền. Chủ nhà người ta góp vô đây rồi. Sàn nhà là bằng sàn gỗ. Qua phòng ngủ thứ hai, đây là một phòng nhà người ta có em bé. Đây là phòng tắm. Ta đi ra tiếp đây. Bước xuống nhà. Đây là bếp bên này. Và phòng ngủ master. Bên này là master bedroom. Master bedroom cũng là những cái cửa sổ đẹp hết. Phòng tắm đứng và phòng tắm nằm. Mỗi phòng ở đây đều có một cái quạt nha. Chỉnh hệ thống ở đây, system, security. Đây là đường là bếp này. Bếp là bằng gạch cho nên không bị lo thấm nước. Tủ để quần áo ở đây. Bước vào là không gian phòng khách, rất là ấm cúng luôn. Nguyên căn nhà này là được làm một cái cửa sổ này hết. Căn nhà cao. Bếp. Cái Iceland ở trên dưới. Bếp ở đây là sàn bếp ga. Khu vực phòng ăn nhỏ gia đình ở đây. Ở trên phía trước nhà là mình có một cái phòng dining room rồi. Ăn tiệc thì lên đó ăn. Đây là cái phòng đồ ăn. Căn nhà này là có thể sẽ rất là nhiều người thích đây. Bởi vì nó có 3 phòng ngủ, một office. Dành cho những ai làm việc ở nhà có thể lên đó. Đây là gara. Mình sẽ mở gara lên. Đây là phòng giặt sấy. Giặt sấy thì phòng đơn giản thôi. Đó. Đây là một cái tủ. Gara ra phía sau đây. Đó, bật kính phía sau nhà. Hàng rào đây là mới hết nha. Nhìn rất là mới không? Đó. Những cái nhỏ nhỏ nhưng mà bây giờ cộng vô rất là đắt tiền. Hàng rào thấy mới hẳn so với hàng rào nhà hàng xóm không? Nhà này rất là tốt, được cái là nó không có cây nhiều. Cho nên mình không phải lo về vấn đề foundation. Do cái cây nó ảnh hưởng. Bây giờ chúng ta đi ra cái sân sau nha.
sân sau không quá lớn, vừa đủ thôi. Đó, đang làm cỏ đây, cái đường viền cỏ hết rồi, rất là đẹp. Nhà này thì có đầy đủ máng xối, đây là máng xối nước, cửa đi ra ngoài bên hông ở đây. Nhà này rất thích hợp cho gia đình nhỏ. Phòng master ở ngay đây, phòng làm việc nè. Đó, trên danh nghĩa là chỉ có 3 phòng ngủ thôi, nhưng mà nó có thêm một cái phòng làm việc nữa. Bây giờ mình đang đứng ngay cửa vô nha. Bên này là phòng ăn, bên này là phòng làm việc. Đi xuống dưới đây thì bên trái là bếp, bên phải ở đây là phòng master. Còn bên khu vực này, đó là hai cái phòng ngủ và một phòng tắm ở đây. Phòng ăn,